Ngọc Luân xin chào bạn đến với chương trình radio Nghe Luân Kể. Bạn thân mến, Nghe Luân Kể đáp ứng sở thích nghe của bạn mọi lúc mọi nơi và đồng hành chia sẻ cảm xúc cùng bạn bên tách cà phê ấm nóng hay những lúc cần nạp thêm năng lượng và lấy lại cân bằng cuộc sống. Nếu bạn thấy chương trình này hay và ý nghĩa thì xin mời bạn subscribe theo dõi kênh, like và share để chương trình đến gần hơn với những khán thính giả nghe radio. Bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại với biết bao nhiêu là phương tiện truyền thông tinh xảo. Những tin tức có thể được truyền đi xa vạn dặm chỉ trong một nháy mắt thôi. Và như đồng thời thì truyền thông giữa tất cả chúng ta, những người trong gia đình, giữa cha và con, giữa vợ chồng với nhau thì lại rất là khó khăn và hạn hẹp. Nếu mà chúng ta không thiết lập lại được truyền thông giữa ta và những người khác thì rất có khả năng là chúng ta không thể nào có được hạnh phúc. Trong giáo lý của Đạo Phật thì pháp môn thực tập lắng nghe với tâm từ bi, nói những lời ái ngữ, những lời hay ý đẹp cũng như là pháp môn thực tập chăm sóc sân hận thì đã được diễn bày rất là rõ ràng qua nhiều cuốn sách khác nhau, qua nhiều bài pháp thoại. Và vì vậy chúng ta cần phải nghe nhiều hơn và mang ra áp dụng để có thể thiết lập lại truyền thông cũng như xây dựng lại hạnh phúc cho gia đình của mình, cho học đường, cho cộng đồng và cũng như là của riêng chúng ta. Và từ đó thì chúng ta mới có thể giúp được cho những người khác xung quanh ta. Vậy làm sao để có được hạnh phúc và cách chúng ta nuôi dưỡng hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc như thế nào? Trong chương trình Nghe Luân Kể ngày hôm nay, Ngọc Luân xin gửi tới bạn bài viết của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về cách mà chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc ra sao, cách để chúng ta có được hạnh phúc và cách tiêu thụ sân hận. Xin mời bạn cùng nghe. Thực tập hạnh phúc. Theo tôi, hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ. Nếu không chuyển hóa được đau khổ thì không thể nào có hạnh phúc. Rất nhiều người đã đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể có được từ bên trong. Theo lối sống bây giờ, người ta cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực và có địa vị cao sang trong xã hội. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều người giàu sang hay nổi tiếng mà vẫn đau khổ, mà vẫn tự tử. Vào thời Bụt, Bụt và tăng đoàn của Ngài, mỗi vị chẳng có gì ngoài ba chiếc áo và một bình bát. Thế mà quý Ngài rất mực hạnh phúc, bởi vì quý Ngài đã đạt được một điều vô cùng quý báu, đó là tự do. Theo lời Bụt dạy, điều kiện căn bản của hạnh phúc là tự do. Tự do đây không phải là tự do trong lĩnh vực chính trị, mà là tự do khi không còn bị sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng và si mê ràng buộc. Những tâm hành sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng và si mê đó Bụt gọi là những chất độc. Khi tâm còn bị những chất độc đó chế ngự thì không thể nào có được hạnh phúc. Muốn thoát ra khỏi sân hận thì cần phải tu tập. Dầu cho bạn là tín đồ Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo hay Do Thái giáo, chúng ta không thể cầu xin Bụt, Giê-xu, Thượng Đế hay Mohammed lấy sân hận ra khỏi tâm thay cho ta được. Có những phương pháp cụ thể giúp diệt trừ tham, giận, si, mê. Nếu thực tập những phương pháp đó và chuyển hóa đau khổ của tự thân, thì chúng ta sẽ có thể giúp những người khác chuyển hóa đau khổ của chính họ. Chuyển đổi tình trạng. Giả sử trong một gia đình mà hai cha con giận nhau, giữa cha và con không còn có sự truyền thông, cả hai cha con đều khổ và cùng mong giải thoát ra khỏi tình trạng bế tắc do giận hờn gây nên, nhưng không biết phải làm thế nào. Một pháp môn tốt là một pháp môn có thể đem áp dụng vào đời sống hàng ngày và giúp chuyển hóa khổ đau. Khi buồn giận ta đau khổ như bị thiêu đốt trong địa ngục, những lúc đó ta phải tìm tới những người bạn có tu tập để xin giúp đỡ, để học hỏi cách thức đối trị buồn giận, ganh tị, tuyệt vọng trong ta,
hầu mong có thể chuyển đổi tình trạng. Lắng nghe với tâm từ bi làm vơi bớt khổ đau. Một người mà lời nói đầy sân hận, căm hờn là vì người ấy đang vô cùng đau khổ. Vì đau khổ mà người ấy nói ra những lời chua chát, cay đắng, trách móc, khiến cho ta khó chịu và tìm cách xa lánh. Muốn thấu hiểu và chuyển hóa cơn giận thì phải học phép thực tập hạnh lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ái ngữ. Có một vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe với tâm từ bi rộng lớn, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta phải thực tập hạnh lắng nghe sâu như Ngài thì mới có thể hướng dẫn một cách cụ thể khi một người đầy sân hận tìm đến xin được giúp đỡ để tái lập truyền thông. Lắng nghe với tâm từ bi có thể làm người khác bớt khổ. Tuy nhiên, mặc dầu có nhiều thiện chí, ta cũng khó lắng nghe một cách sâu sắc nếu không thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Nếu có thể ngồi yên và lắng nghe người ấy với tâm từ bi chỉ trong một giờ, thì ta có thể làm vơi bớt khổ đau của người ấy rất nhiều. Ta lắng nghe với một mục đích duy nhất là để cho người kia có cơ hội giải bày tâm tư và nuôi bớt khổ đau. Phải lắng nghe thật chăm chú, phải lắng nghe với tai, với mắt, với cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu ta chỉ giả vờ lắng nghe, nếu ta không lắng nghe hết mình, thì người kia sẽ nhận ra ngay và khó mà vơi bớt khổ đau. Phải luôn luôn giữ tâm từ bi trong khi lắng nghe. Muốn vậy, trong khi lắng nghe, ta phải theo dõi hơi thở chánh niệm và duy trì ý hướng muốn giúp người kia. Lắng nghe với tâm từ bi là một phép thực tập rất sâu sắc. Ta lắng nghe mà không phán xét, không trách móc. Ta lắng nghe chỉ vì ta muốn giúp người kia vơi bớt khổ đau. Người kia có thể là cha, là mẹ, là con trai, con gái, là vợ hay chồng của ta. Thực tập lắng nghe sâu sắc chắc chắn có thể giúp người khác chuyển hóa sân hận và khổ đau của họ. Một quả bom sắp nổ. Tôi có biết một thiếu phụ sống tại Bắc Mỹ. Thiếu phụ này có đạo Cơ Đốc. Bà ta đã rất đau khổ vì hai vợ chồng sống với nhau không được hòa thuận. Cả hai đều có học thức và đều đậu bằng tiến sĩ. Nhưng người chồng luôn luôn gây gổ với vợ con. Ông không bao giờ có thể nói chuyện với vợ con. Trong gia đình, ai ai cũng tránh né ông vì khi nào, ông ta cũng như một quả bom sắp nổ. Tâm sân hận của ông rất lớn. Ông nghĩ rằng vợ và các con của ông khinh khi ông bởi vì không ai muốn đến gần ông. Thực ra thì vợ ông và các con ông đâu có khinh ông. Họ chỉ sợ ông thôi. Họ sợ đến gần ông rồi ông nổi tam bành lên thì nguy. Rồi một ngày kia người vợ không chịu đựng được nữa và có ý muốn tự tử. Nhưng trước khi thực hành ý định, bà gọi điện thoại cho một bà bạn để thổ lộ tâm tình. Bạn của bà, một Phật tử có tu tập, trước đây đã từng mời bà tham dự thiền tập, những mong bà bớt khổ đau phần nào. Nhưng bà luôn luôn từ chối. Viện lý một tín đồ đạo Chúa như bà không thể tu theo đạo Bụt. Chiều hôm đó khi người bạn Phật tử biết được ý định muốn tự tử của bạn mình, liền nói với bà qua điện thoại rằng: "Chị nói chị là bạn của tôi mà nay chị muốn chết. Vậy thì trước khi chị thực hành ý định, tôi chỉ xin chị một điều. Đó là mời chị nghe một bài pháp thoại của thầy tôi mà chị từng từ chối. Bây giờ nếu quả chị là bạn của tôi, xin chị hãy lấy taxi đến đây và nghe cái băng pháp thoại này. Rồi sau đó chị muốn gì thì tùy chị." Khi bà đến, người bạn Phật tử để cho bà ngồi một mình trong phòng khách để nghe bài pháp thoại
về nghệ thuật tái lập truyền thông. Suốt thời gian trên 1 giờ đồng hồ nghe pháp thoại, bà đã chuyển hóa sâu sắc. Bà đã khám phá ra được nhiều điều. Bà đã ý thức rằng chính bà đã có trách nhiệm một phần nào về đau khổ của bà, và bà cũng đã làm cho chồng đau khổ rất nhiều. Bà ý thức rằng bà đã không giúp gì cho ông, vì tránh né ông mà bà đã làm cho ông ngày càng thêm khổ. Qua bài pháp thoại, bà đã hiểu rằng muốn giúp chồng thì bà phải biết lắng nghe với tâm từ bi. Điều này trong 5 năm qua bà đã không làm được. Gỡ bom. Sau khi nghe bài pháp thoại, bà rất nao nức. Bà muốn về nhà ngay để giúp chồng mình, nhưng bà bạn Phật tử nói rằng: "Không được đâu chị không nên làm chuyện đó ngay ngày hôm nay, vì pháp môn lắng nghe là một pháp môn rất sâu. Chị phải thực tập ít nhất là 1 hay 2 tuần lễ để có thể lắng nghe sâu sắc." Và bà này đã mời bà bạn của mình tham dự một khóa tu. Trong khóa tu có khoảng hơn 400 người tham dự, cùng ăn, cùng ở, cùng thực tập trong 6 ngày. Trong 6 ngày đó, tất cả mọi người cùng thực tập hơi thở chánh niệm để đem thân tâm về một. Tất cả mọi người cùng thực tập đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, để hết tâm ý vào mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, đồng thời quán chiếu và ôm ấp tâm tư cũng như khổ đau của chính mình. Họ không những chỉ nghe pháp thoại mà còn thực tập lắng nghe nhau để tìm hiểu niềm đau, nỗi khổ của người kia. Và họ chỉ nói với nhau những lời nói dịu dàng dễ thương, tức là những lời ái ngữ. Người phụ nữ theo Cơ Đốc giáo đã thực tập hết lòng, bởi đối với bà, đây là một vấn đề sống chết. Sau khóa tu khi về nhà, bà rất bình tĩnh, lòng bà tràn ngập thương yêu. Bà quyết tâm muốn giúp chồng gỡ trái bom ra khỏi tim. Bà đi đứng chậm rãi, theo dõi hơi thở để được thêm bình tĩnh và nuôi dưỡng tâm từ bi. Chồng bà đã cảm nhận được sự khác lạ nơi bà khi thấy bà đi đứng chánh niệm như vậy. Rồi tối hôm ấy, bà đến gần và ngồi yên bên chồng. Đây là một điều mà bà không bao giờ làm được trong 5 năm qua. Bà ngồi yên như vậy khá lâu, có lẽ gần 10 phút. Xong rồi bà nhẹ đặt bàn tay lên tay của chồng và nói: "Anh ơi, em biết trong 5 năm qua anh đã đau khổ rất nhiều. Em nay rất thông cảm. Em biết em đã là một phần lớn nguyên nhân làm anh khổ. Em đã không an ủi anh mà còn làm cho anh khổ thêm. Em đã làm rất nhiều lầm lỗi. Em rất ân hận. Em xin anh cho em một cơ hội để làm mới lại. Em muốn anh được hạnh phúc, nhưng em đã không biết phải làm thế nào mà còn làm cho tình trạng ngày càng đen tối. Em không muốn tình trạng này kéo dài mãi. Xin anh giúp em đi. Em cần anh giúp em để em có thể hiểu anh hơn và thương anh hơn. Anh nói cho em nghe những tâm tư sâu kín trong tim của anh đi. Em biết anh đã rất đau khổ. Xin anh cho em biết những niềm đau, nỗi khổ của anh, để em không còn tạo thêm khổ đau cho anh như trong quá khứ. Không có anh giúp em thì em không làm gì được. Em chỉ muốn thương yêu anh mà thôi." Khi bà nói như vậy thì chồng bà đã khóc. Ông khóc như một đứa trẻ. Đã từ lâu vợ ông luôn luôn chua chát với ông. Bà chỉ có to tiếng, lời nói luôn đầy giận dữ, cay đắng, trách móc, phê phán. Cả hai vợ chồng chỉ biết gây gổ với nhau. Đã bao năm qua, có khi nào mà bà nói được với ông những lời yêu thương ngọt ngào như ngày hôm nay? Khi thấy chồng khóc, bà cảm thấy tình thế đã có phần hy vọng. Cánh cửa trái tim của chồng bà lâu nay khép kín, nay đã bắt đầu hé mở. Bà biết lúc này
bà phải rất cẩn thận, vì bà đã tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm. Rồi nói: "Anh ơi, anh nói ra tất cả những gì sâu kín trong tim anh cho em nghe đi. Em muốn cư xử với anh hay hơn. Em không muốn tạo thêm lỗi lầm gì nữa." Bà vợ là một người trí thức, cũng có bằng tiến sĩ, nhưng cả hai đã đau khổ vì không biết cách thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Nhưng ngày hôm đó, người vợ đã thực tập lắng nghe với tâm từ bi rất thành công. Lắng nghe với tâm từ bi đã có một tác dụng chữa trị mầu nhiệm cho cả hai người. Chỉ vài giờ đồng hồ sau, hai vợ chồng đã làm hòa được với nhau. Pháp môn đúng, thực tập tốt. Nếu một pháp môn là một pháp môn đúng, nếu sự thực tập là một sự thực tập đúng, thì không cần phải đợi đến 5 hay 10 năm, mà chỉ cần vài giờ đồng hồ là đã có thể có chuyển hóa và chữa trị. Tôi biết rõ bà bạn theo Cơ Đốc giáo đó đã thành công là vì bà đã thuyết phục được chồng ghi tên tham dự khóa tu thứ hai tiếp theo sau đó. Sau một khóa tu 6 ngày tiếp theo, chồng của bà cũng đã chuyển hóa sâu sắc. Trong một buổi thiền trà, ông đã giới thiệu vợ mình cho các bạn tu và nói: "Thưa các bạn, tôi xin giới thiệu với các bạn một vị Bồ Tát. Người này là vợ tôi, nhưng cũng là một vị đại Bồ Tát. Trong 5 năm qua, tôi đã làm cho vợ tôi đau khổ rất nhiều. Tôi đã rất dại dột. Nhưng nhờ tu tập mà vợ tôi đã thay đổi tình trạng, đã cứu sống tôi." Rồi sau đó hai vợ chồng đã kể lại tình trạng gia đình trong 5 năm qua và trong trường hợp nào mà họ đến tham dự khóa tu. Họ chia sẻ với đại chúng nhờ đâu mà họ đã làm hòa được với nhau, tái lập tình thương yêu lại với nhau. Khi một người làm vườn dùng một loại phân bón mà không thấy có kết quả, thì người ấy phải thay loại phân bón khác. Điều đó cũng đúng với chúng ta. Nếu sau vài tháng tu tập mà không thấy có chuyển hóa hay chữa trị, thì phải xét lại, phải thay đổi phương cách và tìm cho ra một pháp môn tu tập khả dĩ thay đổi cuộc sống của chính ta và của những người ta thương. Điều này tất cả chúng ta đều làm được nếu chúng ta có được pháp môn đúng và chúng ta thực tập tốt. Nếu chúng ta hết lòng thực tập, nếu chuyện thực tập là chuyện sống chết như trường hợp bà bạn người Cơ Đốc trên đây, thì không có gì mà ta không chuyển đổi được. Để có được hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong một thời đại với biết bao phương tiện truyền thông tinh xảo. Tin tức có thể được truyền đi xa vạn dặm trong nháy mắt, nhưng đồng thời truyền thông giữa chúng ta, giữa cha và con, giữa chồng và vợ thì lại rất khó khăn. Nếu không thiết lập lại được truyền thông giữa ta và những người khác, thì không thể nào có được hạnh phúc. Trong giáo lý của Đạo Bụt, pháp môn thực tập lắng nghe với tâm từ bi, thực tập ái ngữ, cũng như pháp môn thực tập chăm sóc sân hận đã được diễn bày rất rõ ràng. Chúng ta phải đem ra áp dụng hầu mong có thể thiết lập lại truyền thông và xây dựng hạnh phúc cho gia đình, học đường cho cộng đồng của riêng chúng ta, rồi từ đó mới có thể giúp ích những người khác trên thế giới. Một, tiêu thụ sân hận. Tất cả chúng ta cần phải biết cách xử lý và chăm sóc cơn giận. Muốn vậy, ta phải chú ý đến khía cạnh sinh hóa, biochemical của sân hận. Bởi vì cơn giận có gốc rễ từ thể chất cũng như từ tinh thần. Phân tích cho sâu sắc, ta có thể khám phá ra những yếu tố sinh lý của cơn giận. Vì vậy, cần xét kỹ lại cách chúng ta ăn, uống, tiêu thụ cũng như săn sóc thể xác trong đời sống hàng ngày. Cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng tâm lý.
theo lời Bụt dạy, thân và tâm không thể tách rời. Thân chính là tâm, và đồng thời tâm cũng chính là thân. Vì thân và tâm liên hệ chặt chẽ và không thể tách rời, cho nên cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng thuần túy tâm lý. Trong đạo Bụt có danh từ Namarupa. Namarupa tương đương với danh từ Psychosoma của khoa học Tây Phương. Danh từ Namarupa hay Psychosoma có thể dịch là tâm sinh lý, là thân và tâm như một hợp thể. Cùng là một hiện tượng mà có khi phát hiện ra như thuộc về tâm, có khi phát hiện ra như thuộc về thân. Quan sát tánh chất của các hạt cơ bản, các nhà khoa học vật lý khám phá ra rằng các hạt cơ bản có khi biểu hiện ra dưới một dạng sóng, có khi biểu hiện ra như một hạt vật chất. Sóng rất khác với vật chất. Sóng chỉ có thể là sóng, nó không thể là vật chất. Nhưng đối với một hạt cơ bản thì sóng và vật chất cùng là một. Vì vậy, thay vì gọi các hạt cơ bản là sóng hay vật chất, các nhà khoa học đã phối hợp hai danh từ sóng và vật chất lại với nhau, gọi hạt cơ bản là wavicle. Thân và tâm cũng vậy. Do nhận thức nhị nguyên mà ta nghĩ rằng tâm không thể là thân và thân không thể là tâm. Nhưng nếu quán chiếu cho sâu, ta sẽ thấy rằng thân tức là tâm và tâm tức là thân. Nếu vượt qua được lối nhìn nhị nguyên cho rằng thân và tâm là hai thực thể riêng biệt, thì có thể đạt đến gần chân lý thực tại. Nhiều người đã bắt đầu ý thức rằng tất cả những gì xảy đến cho thân thì cũng xảy đến cho tâm và ngược lại. Y khoa hiện đại đã nhận ra rằng thể xác bị bệnh có thể do tâm thần gây nên, và tâm thần bị bệnh có thể do thể xác gây nên. Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt, mà chỉ là một. Muốn chăm sóc cơn giận, chúng ta trước tiên phải chăm sóc thân thể. Cách chúng ta ăn uống, tiêu thụ vì vậy rất quan trọng. Những gì chúng ta ăn quyết định con người chúng ta. Sân hận, bực bội, tuyệt vọng, tất cả đều có gốc rễ từ thể chất của ta và các thức ăn ta tiêu thụ. Ta phải có một kế hoạch ăn uống, tiêu thụ như thế nào để cho khỏi phải bị sân hận, bạo động xâm chiếm. Ăn uống là một khía cạnh của văn minh xã hội. Cách ta chế tác thức ăn, các loại thực phẩm ta tiêu thụ, cách ta ăn uống, tất cả đều có quan hệ tới nền văn minh. Bởi vì sự lựa chọn của ta trong việc ăn uống có thể đem lại hòa bình và làm vơi bớt khổ đau. Thức ăn đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát khởi sân hận. Thức ăn có thể chứa đầy sân hận. Khi ăn miếng thịt của một con bò bị bệnh, bò điên, thì cái chất điên của con bò có sẵn trong miếng thịt. Không những thế, khi ăn một quả trứng hay một miếng thịt gà, ta cũng phải biết rằng quả trứng hay miếng thịt gà đó cũng có thể chứa đầy chất sân hận. Chúng ta ăn chất sân hận và sẽ phát khởi sân hận. Hiện nay người ta nuôi gà theo kiểu sản xuất hàng loạt trong những nông trại tối tân. Trong các nông trại này, gà không được thả rông tìm ăn ngoài vườn, mà bị nhốt trong chuồng chật hẹp. Trong các chuồng ấy, ngày đêm gà chỉ có thể đứng một chỗ, không thể đi rông tìm ăn như gà thường. Chúng chỉ được người nuôi bằng thức ăn chế sẵn. Hãy tưởng tượng ngày đêm chúng ta bị nhốt đứng yên một chỗ, không được phép đi lại, chắc chắn chúng ta sẽ nổi điên. Gà cũng vậy, gà bị nhốt như vậy cũng sẽ nổi điên. Để cho gà đẻ trứng nhiều hơn, người ta dùng ánh sáng nhân tạo trong trại nuôi để tạo ra ngày và đêm ngắn hơn 24 giờ. Khiến cho con gà theo nhịp độ ánh sáng mà đẻ trứng nhiều lần hơn, cung cấp nhiều trứng hơn. Gà được nuôi bằng phương pháp trên đây chắc chắn là bực bội, đau khổ vô cùng, cho nên thường hay cắn mổ gà các chuồng bên cạnh, có khi đến chết. Vì vậy mà trong các nông trại này, người ta phải cắt cụt
cụt mỏ nhọn các con gà. Thế cho nên khi ăn trứng hay thịt các con gà nuôi theo phương pháp trên là ăn căm giận, bực bội của các con gà đó. Vậy ta phải cẩn thận lắm mới được. Nếu ăn sân hận vào thì sẽ phát khởi sân hận. Nếu ăn bực bội, tuyệt vọng vào thì sẽ phát khởi bực bội, tuyệt vọng. Ta nên ăn trứng do các con gà được nuôi một cách thảnh thơi, hạnh phúc. Không nên uống sữa từ những con bò có mang chất căm giận trong mình. Nên uống sữa của các con bò được nuôi bằng thực phẩm và phương pháp tự nhiên. Phải hỗ trợ các nông gia chăn nuôi súc vật bằng những phương pháp nhân đạo, tự nhiên. Nên ăn các loại rau được trồng theo phương pháp hữu cơ. Rau cải hữu cơ có thể mắc tiền hơn. Để bù lại, ta có thể tập ăn ít đi. Ăn ít là một điều có thể tập được. Tiêu thụ sân hận qua các giác quan khác. Tâm sân hận được nuôi dưỡng không phải chỉ bằng các thức ăn, mà còn bằng những gì ta tiêu thụ qua mắt, tai và ý thức. Như vậy, tiêu thụ những sản phẩm văn hóa cũng có liên hệ tới tâm sân hận. Cho nên hoạch định một đường lối tiêu thụ là rất quan trọng. Tất cả những gì ta đọc trong báo chí, xem trên truyền hình đều có thể độc hại vì có thể chứa đầy những yếu tố sân hận, bức xúc. Một cuốn phim trên màn ảnh cũng như một miếng thịt bò có thể chứa đầy sân hận. Báo chí cũng như chuyện trò cũng có thể chứa đầy sân hận. Đôi khi vì cảm thấy trống trải mà ta chuyện trò. Nhưng chỉ nội trong một giờ, những lời nói của người kia có thể đưa vào tâm thức của ta rất nhiều độc tố. Nếu ta tiêu thụ quá nhiều độc tố sân hận, thì một ngày nào đó sân hận sẽ phát khởi. Vì vậy cho nên, tiêu thụ cho có chánh niệm là một điều rất quan trọng. Khi nghe tin tức hay đọc một bài báo, khi bàn luận một vấn đề gì với người khác, cũng có thể là ta đang tiếp nhận những độc tố như khi ta ăn uống thiếu chánh niệm. Ăn cho đúng và ăn ít lại. Có nhiều người ăn thật nhiều để quên đi buồn phiền, trầm cảm. Nhưng ăn nhiều quá sẽ gây hại cho bộ phận tiêu hóa và sân hận dễ phát khởi. Ăn nhiều quá sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng. Nếu không biết xử lý, thì năng lượng ấy có thể biến thành năng lượng của sân hận, tình dục và bạo động. Khi ăn đúng thì có thể ăn ít lại. Chúng ta chỉ cần phân nửa số lương thực, thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Muốn ăn cho đúng thì nên nhai ít nhất là 50 lần trước khi nuốt. Khi ăn thật chậm, nhai thật kỹ, thì thức ăn trong miệng sẽ nhừ nát và dễ tiêu. Các chất bổ dưỡng sẽ dễ thấm vào cơ thể. Như thế, tuy ăn ít mà lợi cho cơ thể, còn hơn là ăn nhiều mà không tiêu hóa. Ăn là một thực tập sâu sắc. Khi tôi ăn, tôi tận hưởng từng miếng ăn. Tôi ý thức rõ rệt từng miếng ăn trong miệng tôi. Tôi ý thức là tôi đang ăn. Chúng ta thực tập chánh niệm về ăn uống bằng cách ý thức rõ là ta đang nhai thức ăn. Nhai thật cẩn thận, nhai với niềm vui trong lòng. Thỉnh thoảng dừng lại để nhìn những người thân, bạn bè, tăng thân đang cùng ngồi ăn. Được ngồi thảnh thơi ăn chung với nhau là một niềm vui lớn. Khi ăn trong chánh niệm, chúng ta sẽ không ăn trong buồn, giận, lo lắng, không ăn những dự án tương lai. Ăn những thức ăn do những người khác nấu trong thương yêu là một niềm vui lớn. Khi miếng ăn được nhai càng nhuyễn, thì hương vị của miếng ăn càng đậm đà và sẽ ngon hơn gấp bội. Bạn thử tập ăn như vậy một lần đi. Hãy ý thức mỗi cái nhai, ngay cả khi chỉ nhai một miếng bánh mì cũng vậy. Không cần phải có bơ hay mứt ngọt kèm theo mà cũng đã rất ngon. Bạn có thể dùng thêm một ít sữa. Tôi không bao giờ uống sữa. Tôi nhai sữa. Sau khi bỏ miếng bánh vào miệng và nhai trong chánh niệm vài lần, tôi múc một muỗng sữa cho vào miệng và tiếp tục nhai cẩn thận.
nên biết rằng chỉ nhai bánh mì với một chút sữa như vậy mà ngon không biết chừng nào. Bánh mì và sữa khi đã được nghiền nát trong miệng đến loãng ra thì đã được tiêu hóa đến phân nửa rồi. Khi vào đến bao tử hay ruột thì sẽ tiêu hóa một cách dễ dàng. Bạn sẽ có được rất nhiều niềm vui và tự do khi nhai thức ăn như thế. Ăn như thế thì tự nhiên không cần ăn nhiều. Khi lấy thức ăn, nên coi chừng con mắt. Đừng quá tin vào con mắt. Chính con mắt xúi dục ta lấy thật nhiều thức ăn. Chúng ta đâu có cần quá nhiều thức ăn. Nếu biết ăn trong chánh niệm và niềm vui, thì chỉ cần phân nửa thức ăn mà mắt chúng ta xúi ta lấy. Xin mời bạn thử đi một lần. Nhai một miếng khoai tây, cà rốt, hay nhai một miếng bánh mì với sữa đơn sơ như vậy, có thể là một bữa ăn ngon nhất trong đời. Mầu nhiệm vô cùng. Tại Làng Mai, trung tâm thiền tập của chúng tôi tại Pháp, rất nhiều người trong chúng tôi luôn luôn ăn như vậy, nhai rất chậm rãi trong chánh niệm. Ăn như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho thể xác và từ đó giúp ích cho phần tâm linh. Con mắt lớn hơn bao tử. Phải biết tập trung năng lượng chánh niệm vào đôi mắt để ý thức rõ rệt số lượng thức ăn cần dùng. Tiếng Trung Hoa dùng danh từ ứng lượng khí, tức là đồ dùng đựng vừa đủ, để chỉ cái bình bát của các thầy cô trong chùa. Cái bình bát đó giúp giới hạn thức ăn. Lấy thức ăn đầy ngang miệng bình là vừa đủ ăn. Nếu biết ăn uống trong chánh niệm thì sẽ thấy rằng chỉ cần một phân nửa thức ăn mà mắt đang xúi dục ta gắp vào đĩa. Tập ăn ít lại, có thể tiết kiệm tiền để mua các thực phẩm hữu cơ và hỗ trợ các nhà trồng trọt hữu cơ. Điều này mỗi chúng ta, mỗi gia đình đều có thể làm được. Thực tập chánh niệm giới thứ 5. Tất cả chúng ta cần có một kế hoạch thiết thực, thông minh trên căn bản của lý tưởng thương yêu và phụng sự. Năm phép thực tập chánh niệm, tức năm giới quý báu, là con đường thoát khổ cho nhân loại và cho riêng mỗi cá nhân. Quán chiếu sâu sắc vào cách tiêu thụ là mục đích của phép thực tập chánh niệm giới thứ 5. Vì ý thức đau khổ do tiêu thụ thiếu chánh niệm gây nên, cho nên chúng ta nguyện rằng xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Nếu muốn chăm sóc tâm sân hận, bực bội, tuyệt vọng, thì phải áp dụng thực tập chánh niệm giới thứ 5 này vào đời sống. Nếu uống rượu mà có chánh niệm thì sẽ thấy rằng rượu tạo ra đau khổ. Rượu gây tật bệnh cho cơ thể và gây nên tai nạn chết người. Chế tạo rượu cũng gây nên đau khổ. Dùng các loại ngũ cốc để chế ra rượu có thể tạo ra nạn thiếu thực phẩm trên thế giới. Ăn uống có chánh niệm đem lại những tuệ giác có khả năng giải phóng như thế. Hãy bàn thảo với những người thân trong gia đình, kể cả với các cháu còn nhỏ tuổi, về một đường lối tiêu thụ. Các cháu tuy còn nhỏ nhưng có thể hiểu vấn đề này và chúng ta nên cho các cháu tham dự bàn thảo. Cả nhà sẽ cùng nhau quyết định nên ăn gì, uống gì, xem những chương trình truyền hình nào, chuyện trò về những đề mục nào. Làm như thế là để tự bảo vệ mình. Chúng ta không thể nói tới tâm sân hận, không thể luận về cách thức đối trị tâm sân hận mà không chú ý đến những gì chúng ta đang tiêu thụ. Bởi vì tâm sân hận có liên hệ chặt chẽ với những gì mà chúng ta đang tiêu thụ. Hãy thảo luận với cộng đồng về một đường lối tiêu thụ có trách nhiệm.
tại làng Mai. Chúng tôi nỗ lực để tự bảo vệ. Chúng tôi không tiêu thụ những gì có thể nuôi lớn tâm sân hận, bực bội và sợ hãi. Trong mục đích tiêu thụ cho có chánh niệm, hãy thường xuyên thảo luận về những gì chúng ta ăn, cách thức chúng ta ăn uống, làm sao để bớt mua sắm, làm sao để chỉ tiêu thụ những thức ăn tốt cho cả thân lẫn tâm. Bạn thân mến, là một con người thì tất nhiên là ai ai cũng muốn có được cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà không phải ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tất cả những sai lầm của chúng ta có lẽ là luôn luôn mong chờ một điều gì đó thật lớn lao, thật hoàn hảo. Thế nhưng mà bạn biết không, hạnh phúc rất có thể là đến từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với những bài học tiếp theo trong chương trình Radio Nghe Luân Kể kỳ sau, để có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Ngọc Luân cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ vừa qua với chương trình Nghe Luân Kể. Mong bạn nhấn theo dõi, like và share để chương trình có thể đến gần hơn với nhiều bạn khán thính giả khác, để chúng ta cùng nhau tìm được hạnh phúc. Còn bây giờ Ngọc Luân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn.